Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên tuần thứ hai từ khi mà ra mắt con tướng mới Dedede Edo ha anh em. Rồi thì tuần này chúng ta sẽ cùng xem coi là event tuần có cái gì anh em ơi. Trước mắt anh em thì thấy event quá trời anh em ơi, quá trời cái để mà chơi luôn này. Lần đầu tiên thấy cái sự kiện mà nó trồi xuống dưới, nó che luôn cả cái level của con tướng luôn anh em. Đây, một ô bên phần sự kiện này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem có cái gì nha anh em. Đầu tiên đó là cái đại tiệc những giả anh em ơi, rất là ngon nghẽ luôn anh em. Lâu lắm rồi nó mới quay trở lại anh em, tầm một tháng hình như là cái đại tiệc những giả này nó quay trở lại một lần ha. Rồi coi quan trọng nhất là ở bên cái phần thẻ ước nguyện đây anh em. Ở trong này thì chúng ta sẽ có cái bảo vật VIP anh em ha. Bảo vật VIP này hình như là tốn 500 nón để mà chúng ta sở hữu một cái nè. Nó sẽ gồm có cái trăng rằm trung thu và cái áo Akatsuki. Thì hai cái này thì mình đánh giá là cái áo Akatsuki nó xịn hơn cái trăng rằm trung thu một chút. Bởi vì áo thì nó sẽ có tóc anh em. Áo này nó sẽ có tóc ha. Rồi chúng ta sẽ chọn cho những cái con tướng thích hợp anh em ha. Thì mình đang ngợ coi là đang tính chọn cho con Dedede. Nhưng mà Dedede là con tướng hệ thổ, nó là tình báo anh em, nhưng mà nó sẽ không có trong này. Thổ nó chỉ có là ở bên hệ hỗ trợ với lại bên chỉ huy thôi. Hệ lôi thì có bên bảo vệ với lại bên sát thủ nè anh em. Hệ hỏa cũng là bảo vệ sát thủ luôn ha. Đây chỉ có gì đang tính kiếm thêm một cái áo nữa cho con Hidan quỷ ấn đó anh em. Cái áo ở bên hệ phong mà bảo vệ đó thì nó cũng sẽ là 70% máu anh em ha. Nhưng mà cái áo này thì áo bên tình báo anh em, nên là đợt này nó không có máu đâu. Đó nên là từ từ là hắn chọn nha. Chúng ta sẽ có hai cái áo rất là thích hợp với lại cụ nhị với lại cụ nhất. Cụ nhị thì sẽ xài cái áo Akatsuki hệ hệ thủy với lại chỉ huy nè anh em. Cụ nhất thì bên hệ chỉ huy cũng là bên âm dương luôn anh em. Đó thì cái mà mình đang mong đợi nhất ở đây đó là chắc là cái áo ở bên hệ bảo vệ bên hệ lôi đi. Bởi vì như anh em cũng đã thấy thì cái con Kirby V2 chắc chắn nó sẽ ra anh em. Đó thì chắc là mình chuẩn bị cái áo này trước cho em nó đi. Nhưng mà mới ra cái con tướng bảo vệ ở đây đó là con Hidan quy ứng mà. Bây giờ ra thêm con bảo vệ nữa thì nó hơi lúng túng ha. Nhưng mà thôi chọn chơi thì thôi chứ 500 nón một nhát, tổng cộng là 1500 nón anh em. Đó nên là anh em, ui 800 chứ không phải 500 anh em ơi. Tổng cộng là tới 2400 lận anh em. Đó cày mát binh mở hên xui ra cái áo này là không nữa. Chứ ở đó là ui cái này nó kháng câm lặng hết ta. Mấy cái áo này nó không có hiện cái chỉ số ha anh em, nên là chúng ta khá là khó coi anh em ha. Rồi ở bên này thì anh em mình nghĩ anh em nên là ý con đây ra thường nha anh em. Đây ra thường nha. Ở bên này nó chỉ có con cá là Ginkaku nè, cho xa đồ các thứ này là đáng lấy thôi. Đó còn mấy con kia thì nó không có cập nhật tướng mới Dedede Edo trong này đâu nha anh em. Obito à, có Obito nữa nè, không có Dedede Edo đâu nha, nên là ông nào đang thiếu copy thì có thể lấy thêm ở bên cái những giả hệ thường này. Rồi những giả hệ hiếm thì chúng ta sẽ có con na cũ vĩ ở trong này luôn nha anh em, có na cũ vĩ. Đó nó không có con Shizune đồ thôi. Đó ông nào mà thiếu na thì có thể lấy bên này. Bảo vật SS VIP. À ở bên này thì chúng ta sẽ có là mấy con thỏ ngọc anh em ha. Thì mấy con quỷ thỏ ngọc bên này á thì đồ thì nói chung là cực kỳ là xịn rồi anh em. Nhưng mà lấy được em nó thì chắc hơi bị chua anh em ha. Thôi chọn đại thôi, chọn đại thôi chứ không có mở đâu anh em ơi. 1000 nón một con. À 1000 nón một con nha. Rồi cái cách thức kiếm nón á thì chúng ta sẽ thắp nến là cái thứ nhất anh em. Thắp nến thì mỗi ngày nó sẽ cho chúng ta, đây coi coi, nếu mà anh em mở thêm Rio đó thì nó sẽ cho chúng ta thêm 15 nón bên này. À, với lại thêm một ít là cuộn đặc biệt nữa nha anh em. Rồi ok, số lượng nón thì nó sẽ rơi vào khoảng 16 nón một ngày. Anh em nhân cho 7, anh em nhân cho 7 cho mình là nó sẽ ra tổng số nón thôi. 16 nhân 7 là sẽ ra là 112 nón anh em. Nếu mà anh em thắp nến ha. Mình thì chắc là mình sẽ thắp nến đi để lấy thêm mấy cái tài nguyên này khá là ngon. Rồi bay 5000 Rio. Ở bên này thì chúng ta mua thêm, nó cho thêm 70 cuộn đặc biệt nữa anh em, với lại mấy cái thẻ huyền bí nè. Rồi mua thêm gói bên này nữa nha anh em. Rồi bay 15000 Rio. Rồi chưa kể anh em có thể làm mấy cái nhiệm vụ tích lũy bên này nữa ha. Sử dụng chiêu màu đại ninja là được 50 lần anh em. Chúng ta sẽ được một nón. Là tổng cộng là chúng ta sẽ được 50 nón ở bên này. Hồi nãy là 112 cộng cho 50 nón là sẽ ra 162 nón nè. Thu thập 100 năm sao, 100 đứa năm sao nhẫn giả bên chiêu mộ đồ ghép đó anh em. Thì chúng ta sẽ nhận được 4/5 nè anh em. Đó là tổng cộng là được 20 nón. Cộng 20 là 180 mấy rồi. Điểm liên đấu 30 anh em, 30 sẽ một là một vòng. Ở bên này full là 5 nhân 5 là cộng 25 nữa. Đó là được 207 ha. Su vòng quay ở bên này là 6 vòng, 6 nhân cho 5 là 30. Cộng cho 30 là 237 rồi. Chiêu mộ đặc biệt nữa nè anh em. Ở bên này nó cũng là 25. Cộng 25 nón là 262 nón nha.
Xuân vòng quay siêu cấp. Ở bên này một vòng là 5 x 5 = 25, cộng cho 25 nữa là ra 287 ha anh em. Luyện tướng 5 sao nữa nè anh em ha. Cái này cũng khá là dễ. Cộng thêm 25 nữa là 312. Huyết tế 50 lần. À rồi bên này 5 x 5 cộng thêm 25 nữa anh em là 337 rồi. Hoàn thành nhiệm vụ SS 5 lần, cái này thì cũng dễ ha anh em. À, cộng thêm 15 nữa là tổng số nón ở bên nhiệm vụ này là 352 nón nha anh em, kể cả cái ước nguyện ở kể cả cái thắp nến luôn nha. Mấy cái nhiệm vụ cái này là gói nạp nha anh em, cái này là gói nạp thêm tích lũy anh em ha. Đây cái nhiệm vụ này là tích lũy nãy mình có nói rồi, bây giờ là đổi hộp quà ha anh em. Ở bên này cái hộp quà để mình coi, anh em có thể huyết tế mấy cái con tướng 3 sao, 4 sao, 5 sao để mà anh em lấy thêm mấy cái ngôi sao nha anh em. Đổi quà bên này để coi coi, hầu như là quà bên này là tàng Fukasaku không à anh em. Ôi có cả là liên tố vọng nguyệt nữa nè anh em. Ồ cái này thì nó chỉ số nó cũng bình thường anh em ha. Cái này là hoa đăng của chỉ số cũng bình thường luôn. Susano Itachi hả, này cũng bình thường luôn nha anh em. Fukasaku nói chung là cũng tạm được nè anh em, lấy có thể đổi cái này để mà cho con Gingaku á anh em, để cho nó hút mở cho nó ok. Nhưng mà cái này thì mình khuyến cáo anh em là đổi thì nó hơi thọt phút một tí nha anh em, thọt phút nhiều luôn chứ không phải một tí luôn anh em, nên là anh em phải suy nghĩ cho cẩn thận để mà anh em đổi quà bên này nha. Cái cách thức để mà lấy ngôi sao á thì anh em phải phải huyết tế nha anh em, phải huyết tế đổi quà đặc biệt nè. À anh em phải huyết tế để mà lấy thêm hộp quà á, để mà lấy thêm ngôi sao nha anh em. Đó hơi khó một tí, thọt phút lắm á nha anh em, chú ý điều đó nha. Rồi ngoài ra chúng ta có thể làm thêm cái nhiệm vụ nhẫn giả bên này để kiếm thêm nón nhẫn giả nữa nha anh em. Cái xu vòng quay siêu cấp với lại thu thập tướng nữa nè, được thêm 40 nón nè, cộng 40. À rồi ở bên này là xu vòng quay thường 400 với lại chiêu mộ đại ninja 200 lần nè, được thêm 40 nữa nè, cộng 40. Cái này giống y chang như chúng ta farm mặt nạ vậy đó anh em hồi đợt á. Rồi 1000 điểm thách đấu này thì dễ luôn nè anh em, hoàn thành 100 lần nhiệm vụ S 40 nữa là tổng số nón hiện giờ chúng ta là có là 472 rồi đó anh em. Hoàn thành nhiệm vụ A huyết tế 500 tướng 3 sao cộng 60. Trời ơi ngon nha, 532 rồi anh em ơi. Xu vòng quay siêu cấp với lại hoàn thành luyện tướng 6 sao cộng 70. À là 602 rồi. Ông nào mà không có lấy bảo vật thì anh em có thể đổi mấy con tướng hệ thường hơn em ha. Rồi cái chi vượt ải 15 ải chế độ luyện tập đêm. Ủa cái này hơi khó nha anh em. Đó thêm 100 nón nữa nè. Vượt ải 15 ải chế độ nữa nè anh em. Đây được thêm 100 nón nữa nè. Mấy cái nhiệm vụ SS 100 lần với lại mấy cái nhiệm vụ SS 30 lần này anh em nên bỏ ha. Cái này hồi đợt anh em cày cái mặt nạ đó thì anh em cũng đã thấm đòn rồi đây. Đó nên là anh em sẽ biết cái số nón hiện giờ đó là anh em có thể lấy được ở đâu và bao nhiêu cái. Rồi tổng số nón chúng ta có thể lấy được mà dễ đó nha anh em là 602 nón nha. Rồi tiếp tục nữa là anh em xả ở bên chiêu mộ đặc biệt nè, chiêu mộ đại ninja với lại xu vòng quay để chúng ta có thêm nón bên đó nữa là chắc chắn là dư dư nón luôn rồi anh em ha. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cái mì ramen anh em ơi để mình đổi quà. Đợt này thì quà khi mà chúng ta có thêm ngôi sao chúng ta sẽ gồm có là cuộc chiêu mộ cao cấp nè, xu vòng quay 27.000 điểm là được thêm 150 cái xu siêu cấp anh em, 48.000 điểm là được 100 cuộn đặc biệt. À và cũng như là 50.000 điểm là 150k cái mảnh bùa. Ở bên này thì khi mà anh em tặng được 2.000 Rio đó thì chúng ta sẽ được là 1.080 ramen và cũng như là 1.200 điểm ngôi sao nha anh em. Đó tầm đó nha. Cỡ chừng 100.000 Rio thì chúng ta có được thêm cỡ chừng mười mấy ngàn ngôi sao anh em nhỉ, tầm đó nha. Phải không ta? Đó. Rồi tiếp tục thì vào ở trong phần đổi quà, đợt này anh em lấy được cái Fukasaku bên này là 90.000 cái mì ramen á thì chúng ta tốn cỡ chừng 100 mấy chục ngàn cái Rio đó anh em. Đó cái này thì y chang như những cái sự kiện khác ha. 270k cái mì ramen thì chúng ta tốn cỡ chừng 300 mấy chục ngàn cái điểm Rio nha anh em, để mà chúng ta lấy mấy cái lồng đèn ở bên này nha anh em. Hầu như lồng đèn là ngon nhất rồi ở bên này rồi. Đó thì cái này là tùy anh em có thể xả Rio ở cái sự kiện tuần này. Rồi đó là về cái mì ramen nha. Tuần này là có tên là ngày nhà giáo Việt Nam nha anh em, nên là cái tỷ lệ có cái event web khá là cao, nên là ngày hôm nay ông nào mà đang muốn nạp tiền thì đợi qua ngày mai nạp đi. Mình nghĩ là nếu mà có sự kiện anh em có thể nhận được thêm quà đấy. Tối nay chúng ta sẽ có kết quả về cái event, nếu mà có sự kiện web thì tối nay chúng ta sẽ có thông báo ha anh em. Rồi tiếp theo nữa là sự kiện ghép chữ ha anh em, đây là cái sự kiện chuyển sinh. À khá là nhiều đây anh em. Trời ơi 500 điểm được cái Shima nè anh em, 700 điểm chúng ta được cái Diên Hoa. À cái này thì tùy anh em thôi, 900 điểm được cái lồng đèn, 110 là được thêm một cái đại kình đao hệ chỉ huy nè anh em, 1.300 thì chúng ta sẽ được
thêm mấy cái để mà kết ứng anh em, để kết ứng ha, huyết nhâm thạch được 3 cục quá ta, hơi cùi tí. 1.500 được cái heo ton ton nha anh em, heo ton ton này nó cộng máu rất là kinh khủng luôn nha anh em. Ôi ôi có máu, à cái này là cho hệ bảo vệ ha anh em, có thể gắn cho con có thể anh em gắn có thể cho con Hidan quỷ ứng hay là con Shizune, Shizune là con tướng ở bên hệ hỗ trợ mà. Anh em có thể gắn cho bên Hidan quỷ ứng nè, với lại con cho xa. À hai cái này nha anh em, cái này nha anh em. Nhưng mà thôi để ngắm thôi anh em ơi, nếu mà muốn lấy được cái số này á thì anh em phải có tệ lắm là phải 1.500.000 Rio. À cộng thêm những cái gói nạp chữ nữa thì may ra anh em mới kiếm được tổng số bên này nha anh em, khá là chua đấy, sự ghép chữ được này nha. Rồi, huyền thoại những giả cha, để coi coi ở bên thằng Na này anh em thì cái móc cuối wow. Nó có luôn cả Shizune, lần đầu tiên mình thấy nó bỏ một lần tới hai con tướng ở trong này luôn anh em, có Edo nó nè. Nếu mà như vậy á thì tuần này mình chơi nha anh em, mình chơi một vòng 50 cái đi để tí hồi tổng hợp luôn cả cái vé âm dương này để coi coi là đi là tốn ở đâu nha anh em. Chà, thốn thế nhờ. Rồi ở bên thằng sạc này cũng có Dedede Edo với lại thêm một con Shizune Nguyệt Nữ nữa nha anh em. Thêm một cái huyết nhâm thạch nè. Rồi thẻ huyền bí 1.000 với lại 1.500 chắc ra tự nhiên. Rồi để coi coi cái số thẻ mà anh em nạp, anh em để nạp bao nhiêu là nó ok nha anh em. Rồi anh em có thể nạp cái gói 129k được 10 vé âm dương bên này nha anh em, 10 vé rồi. Rồi coi cái sự kiện tiếp theo nữa là đại tiệc táo quân anh em. Ở bên này thì móc 800 được Itachi, 1.200 được cái đào xuân. Bên này sự kiện khá là chua anh em ha, nên là hầu như là chúng ta ít chơi sự kiện bên này lắm. Coi coi cái đồ đổi, đợt này đổi áo du khá là nhiều anh em ơi. Đại kình đao nữa nè, áo du bãi biển màu hồng nữa nè anh em. Mấy cái chỉ số này thì có nói chung là cực kỳ ngon rồi, nhưng mà về cái tiền để mà chúng ta đổi á, thì chúng ta phải nạp chắc cũng phải gần chục triệu có thể hơn nữa nha anh em. Nếu mà anh em lấy đại kình đao hình như là gần chục triệu ấy, nói chung là hơi thố một tí. Rồi cái này thì chắc là không có cái nào ngon hết nha anh em, nó mở y chang như mấy cái sự kiện khác thôi anh em, chả khác gì cả ha. Rồi đua top, đợt này chúng ta sẽ có đua top chi mồ đại ninja, sẽ gồm có Itachi Susanoo, Sasuke Susanoo ở đầu tiên nha anh em. Cái thứ hai nữa là hiền nhân Shima, cái thứ ba nữa Fukasaku, cái thứ tư là mèo Neko nha anh em, thứ tư tới thứ 10. À hầu như là anh em có thể xả event tuần này để anh em đua top bên này nha. Tiêu tuần này cũng có tiêu phí luôn nha anh em. Tiêu phí đợt này chúng ta sẽ có thẻ huyền bí với lại thêm mấy cái chắc ra tự nhiên nè, đá bảo siêu, cái này là đá bảo bùa hộ mệnh nha anh em, và mấy cái xu rất là ngon nha. Rồi để coi coi event tuần này coi có cái gì anh em, và cũng như là kiếm coi những cái vé âm dương nó nằm ở đâu ha. Cái này là nạp liên tiếp nè. Rồi chi mộ đặc biệt đây anh em, để đếm coi, một nón, hai nón, ba nón rồi, năm nón nè, bảy nè, 10 nè, 14 nè, 19 nón. Ủa, 19 nón anh em. Đó, và cũng như là cái, ôi, 4 cái thẻ âm vé âm dương qua đây được 4 cái nha anh em. Nón thì anh em có thể kiếm ở bên này thêm để mà chúng ta tích, để mà mở cái bảo vật xịn hoặc là mấy cái con tướng hệ thường với lại hệ hiếm á. Còn cái vé âm dương hồi nãy là nạp, cái gói bên kia là 10 rồi nè. Rồi, ở bên này là một vòng là 4 cái, 200 nhét chúng ta sẽ được con Dedede nữa nha anh em. 4 nè. Rồi lấy 4 nhân cho 4 là ra 16 anh em, cộng thêm 10 bên kia nữa là 26. Rồi 26 nón nha, 26 vé nha. Chi bộ đại đinh gia ở bên này hình như là được 2 cái thì phải. Rồi ok, 2 cái cộng cho 8 nữa nha anh em, cộng cho 8 nè. Ở bên su vòng quay thì chắc là cũng sẽ được 2 cái. Ô, má ơi có 1 cái gì ta. Ờ đây, ở đây nè anh em ơi. Rồi cộng cho 8 nữa là 42. Là anh em thiếu cỡ 8 vé âm dương nữa ha. Để coi coi bên đại chiến những giả có 10 vé hôn. Chết cha rồi, nó giấu rồi anh em ơi. Nó giấu 8 vé ở bên cái đại, nó giấu 10 vé ở bên cái đại chiến những giả rồi nè anh em thấy không. Thường cái đại chiến những giả này nó sẽ có 8 vé ở trong này anh em. Chà căng thế nhờ. Hơi căng đấy, nạp cái gói này hơi căng đấy anh em ơi. Rồi để coi coi mấy cái gói đại chiến những giả, mấy cái vé âm dương nằm ở đâu ta. Còn 8 cái nữa. Thường thì nó sẽ mở trong cái gói bách ở bên này nè anh em. Bách nhà giáo Việt Nam, đây 8 vé là đủ nè anh em, nhưng mà không thấy nữa anh em ơi. Không thấy ở bên này luôn anh em, dạo này nó giấu cái vé đi luôn mất tiêu rồi. Hình như là cái vé đó là nó sẽ có mở ở trong cái cáp mổ sơn thì phải á. Ồ, cáp mổ sơn anh em nạp vô anh em quậy cũng ngon ghê chưa nè anh em. Cáp mổ sơn được Shizune với lại thêm con Dedede Edo nữa nè. Rồi hai cái huyết nhâm thạch thay vì anh em chơi
anh em chơi cái vé âm dương thì nó nạp cái gói cáp bổ sơn này thấy nó hợp lý hơn anh em. Rồi để coi coi 8 vé còn lại ở đâu nha anh em. Hồi nãy là mình tổng hợp là mới có 42 vé thôi anh em ơi. Chà, 8 vé còn lại chắc phải nạp cái gói bên này. Gói này là gói ứng chú X2 Rio nè. Rồi tìm kỹ rồi không thấy 8 vé nữa đâu anh em ơi. Chắc là nó sẽ mở một á là chúng ta có những cái gói ở bên phần ưu đãi này. Đó, mở bán nha anh em. Hai á là anh em phải nạp thêm một cái gói bên này nữa anh em ơi. Đây, gói bên này. À, thay vì anh em nạp cái gói âm dương ở bên này thì anh em nạp cái gói 20 vé này là đủ nha anh em. Là đủ nha, để mình coi coi. 42 trừ 32, 32. À là anh em bước thêm một gói này nữa là đủ 52, dư 2 vé ra luôn đó anh em. Đó, nhưng mà cái gói này nó hơi chua. Thay vì anh em nạp cái gói này á để lấy gọi là để lấy quà này thì anh em nạp ở bên cáp mổ sơn hay là nạp bên gói bên kia là gói bên nhiệm vụ SS đó là có thêm quà đó anh em ơi. Cái quà nó cũng tương đương nhau luôn ấy. Đó, giấu cái vé âm dương rất là kinh nha anh em, giấu mất tiêu luôn anh em ơi. Đó nên là bây giờ nếu mà anh em chơi full cũng chả có full nổi đâu anh em, trừ khi anh em phải nạp thêm. Đó, nạp thêm mới dư ra nổi thôi nha. Rồi để coi cái sự kiện tuần này có cái gì thêm nha anh em. À, mấy cái xu vòng quay rồi cái thứ nãy mình có nói rồi ha anh em, có thêm nấu những giả với lại thêm vé âm dương để mà chơi nè. Cửa hàng Rio, à cửa hàng Rio đợt này thì anh em ưu tiên mua cho mình mấy cái vé giấy thách đấu nè, giá rẻ nè anh em. Rồi hầu như là chỉ có cái giấy là ngon rồi, còn mấy cái khác thì nó bán hơi mắc ha. Anh em có thể để dành Rio để chơi mì ý nha anh em. Cửa hàng sách hoán đổi, à bên này chúng ta có thể đổi thêm quà nè anh em ơi. 7.000 mấy sách đổi thêm 50 vé. À Suriken á, tuần này có Suriken nữa hả ta. Ồ ngon nha ngon nha. 65.000 sách đổi đồ biến tùy chọn nè anh em. Anh em có thể đổi thêm hộp quà vui vẻ để mà đổi bên tiệc bích, để bên đổi bên cái sự kiện những giả nè, tiệc những giả nè. 50k 8.000 Suriken ở bên này hình như là đổi được 2 cái là 100.000 sách anh em, được 16.000 cái Suriken ha. Rồi ok, để coi coi. Tuần này chúng ta sẽ có tiêu phí Rio nữa nha anh em. Để coi coi. Cái móc cuối cùng ồ. Tiêu phí Rio đợt này nó cũng sẽ là đào xuân với lại kiếm Kusanagi nha anh em, không có cái nào khác đâu. Anh em tiêu để lấy lồng đèn á thì tốn tầm có chừng 370 mấy ngàn Rio anh em để lấy được cái lồng đèn ha, kể cả cái Rio reset luôn ấy. Cáp mổ sơn hồi nãy có coi rồi nè, đại chiến những giả thì lại không có cái đại chiến giả đợt này lại không có cái vé âm dương nè anh em. Truy nã nè, truy nã đợt này sẽ có cho ra Obito, à có thêm nấu những giả bên này nữa nè anh em. Ô đây anh em, nếu mà anh em chiêu ra được một con được hai tới tận 25 nón luôn nha anh em. Obito đó được 25 nón. Cha ngon ta. 50-50 nè nè anh em. Đây là 50-50 là 100 rồi nè. Mỗi hệ là 100 nón anh em. Là tổng cộng là 500 nón bên này luôn á. Tổng cộng 500 nón đó nha anh em. Đây. À đợt này có Dedo đó anh em. Hai con. Cha căng thế nhờ. Rồi nhiệm vụ S ở bên này nha anh em. Nếu mà anh em nạp thêm thì có thêm quà. Ở bên nhiệm vụ S này nãy mình cũng có coi rồi. Không có một cái váy âm dương nào luôn anh em. Nên nó hơi chua một tí nha. Rồi nói về cái event tuần này là như vậy hả anh em. Rồi nhận quà luôn đi anh em ơi. Nhận quà kể cả vé quay, kể cả mấy cái thiệp á anh em. Thiệp hồi nãy mình mới kích hoạt là 15.000 Rio đó, được thêm 16 nó ngày hôm nay nè. 40 cái cuộc chiêu mộ đặc biệt nè anh em. Đó, được thêm ít quà bên này. 105 cái cuộc chiêu mộ cao cấp, khá ngon. À ổn chưa ổn chưa. Rồi cập nhật thêm cho anh em cái thông tin nữa, đó là cái thông thả của con Hidan quỷ ứng hiện giờ nó đã mở rồi nha anh em. Đây khi đánh quấn đợt này nó đã mở rồi. Nhiệm vụ thì nó sẽ khá là dễ anh em ha. Gồm chúng ta sẽ có vào trong đánh cái thách đấu anh em, kể cả cái liên đấu hay là đánh thường đơn đấu cũng được. Thì chống chịu sát thương khi đánh quỷ ấn là làm nhiệm vụ SS nè. À, liên đấu và chiến thắng 6 lần nữa nha anh em. Liên đấu chiến thắng 6 lần thì cái này nó làm hơi lâu một tí. Đó nên là anh em ráng cố gắng làm ha. Rồi ở bên này thì chúng ta sẽ có 4 copy của con khi đánh quấn ở trong này luôn nha anh em, để mà chúng ta lên. À còn về em nó là có ở trong SS hệ thường rồi, các thứ thì chưa có đâu nha anh em. Ở bên cái L1 đó anh em, L1 tùy chọn là chưa có vào đâu nha. Nên là anh em cứ từ từ mà đợi nha. Đây, L1 tùy chọn nha, chưa có Hidan quy ứng đâu. Đó, chỉ có mở thông thạo thôi. Rồi ok anh em ha, thì đó là cái event tuần này. Nói chung là event tuần này cái best seller đợt này á thì anh em nhắm vô trong mình cái đại tiệc những giả đi. Ông nào thích lấy bảo vật thì có thể farm lên 800 nón để mà chơi. Ông nào thích lấy hệ thường thì lấy thêm bên này ha anh em. Nón ở bên hệ thường này nói chung là nó cũng rẻ lắm. Để coi coi. Bên này thì hầu như con nào mình cũng có hết trơn rồi. Nên là chả biết để lấy con, lấy thêm con Choza, Ginkaku hả, Obito đi cũng được anh em.
lấy đại đi, ở bên này ước chắc 30 nón, đúng rồi, đúng 30 nón luôn. Hệ hiếm thì là 50 nón nha anh em, hệ hiếm là 50 nón, khá là rẻ luôn anh em, để mà anh em nông dân kiếm thêm quà bên này. Rồi ok anh em ha. Rồi đợt này anh em nên chơi cái đại tiệc những giả ha. Rồi quán mì thì ông nào thích xả Rio thì xả nè. Rồi huyền thoại những giả cái này thì để từ từ nha anh em, để mình kiếm thêm 8 cái vé nữa đã. Hiện giờ mới có 42 vé thôi anh em ơi, khá là chua. Nếu mà như vậy nạp, nếu mà nó bắt mình nạp cái gói mà 499k như thế này anh em, để lấy 20 vé, anh em nạp mà nó cái gói cáp mổ sơn anh em lấy cho nó nhanh luôn cho rồi anh em ơi. Đây, gói cáp mổ sơn nó cho tới tận 2 cái huyết nham thạch lợn thay vì một cái ở bên cái vé nè. À, nó cho thêm Shizune nữa nè anh em, nó cho thêm Dedede Edo nữa nè anh em. Đó, nó còn mình thấy nó còn xịn hơn cả. Ê, chưa kể là mấy con food 10 sao nó cho 3 con nữa nè anh em. Đó, chưa kể như vậy nữa ha. Hay cho hơi ép người một tí, nhưng mà thôi kệ anh em ơi. À, bên phần ưu đãi này nó chưa có mở mấy gói nạp xịn đâu, nên là chắc chúng ta đợi ngày mai nha anh em. Rồi chúng ta sẽ nạp mấy gói xịn. Canh canh coi có sự kiện web rồi chúng ta chơi luôn anh em ha. Rồi còn chút thời gian là chúng ta sẽ cùng đi leo thụ tiếp anh em ơi. À, hiện giờ thì đem cái thụ đôi đi ha, là làm vài trận thủ đôi cho nó vui anh em, làm biến thay cái đội hình quá. Coi ô đào nè. Ôi cuối cùng chúng ta cũng gặp cái con đào anh em ơi, không sao. Bình tĩnh xử lý để cái team đầu này đánh thử như thế nào anh em. Cái team đào thì con Hidan Nguyễn Ấn mình nghĩ là có thể lụm được con đào anh em, không sao cả ha. À, ngày mai chắc xả cuộn anh em ha, mai xả cuộn đặc biệt để kiếm con Dedede đợt này luôn đi. Nếu mà được sẽ nạp thêm kích hoạt cái nhân phẩm lên anh em. Tuần rồi có xả 800 cuộn, rồi có nạp thêm cái gói đại trí những giả lấy điểm VIP kích hoạt nhân phẩm lên nữa. Mà nó không có ra được nhiều anh em ơi, nó ra chỉ có 2 con Dedede thôi. Trời ơi, tướng nó đã gọi là khó chơi rồi, mà còn giảm tỷ lệ ra tướng kiểu đó nữa thì làm sao đây anh em ơi, phải biết làm sao bây giờ. Đó, Dedede đang gọi là đang tích những cái tầng bom nhện để mà nổ thêm nha anh em, nhưng mà mình nghĩ chắc boss nó chết sạch rồi, không có bom nhện kịp đâu. Ở bên kia có con Ben nữa kìa anh em. Bom, ôi làm to nha, mới E1 mà đánh đấm cỡ đó rồi đó anh em. Tuần này đáng cố gắng lên E5 thử coi nổi không anh em, hên xui nha. Châu quá ta. Đúng rồi. Trời ơi, nổ bom nhện kiểu đó thôi anh em ơi là đủ win rồi kìa. Kinh khủng thật. Team này đúng là team siêu khống chế luôn anh em, nhưng mà con Obito nó đi sớm quá rồi. Nên là thôi để đánh con Ben này cái đã nha anh em. Bùm. Ben này nó nổ cái giáp ảo nó rồi anh em, bây giờ chỉ dồn đam cho nó chết là xong rồi. Đi qua tên hai đánh con đào nha. Ok, xong. Thôi đừng chọi nữa, anh ấy chết rồi mà. Rồi qua tên hai nha. Tên hai này có con đào anh em, hơi khó chịu một tí, nhưng mà mình nghĩ chắc con Hidan quỷ ấn của mình lo được rồi em. Để coi như thế nào đấy anh em, hên xui nha. Một nộ nè, chưa suy nhê là mấy. Đợi tụi nó dồn đam vô trong người con Hidan đó anh em mới thấm được. Trời ơi, phản kích kìa. Đúng rồi, ui nó không đánh trúng đánh trúng Hidan rồi anh em, có một đợt hồi sinh rồi. Nếu mà không được thì có thể lấy cái team ở bên kia qua trị con đào cũng được anh em, không sao. Team này đổ qua team 1. Nhưng mà để coi Hidan nó chơi nổi không đây. Dính mới có 3 ấn thôi nè ơi, con đào vẫn chưa dính ấn. Ui, con đào nó chẻ một cái thôi, phản đam chết sạch luôn kìa anh em. Đừng có cho con đào nó nộ là coi như là chúng ta bị là không có dồn đam chết được tụi nó đâu anh em ơi. Rồi thôi xong rồi, còn mỗi mình. Ui, thua bà nó rồi, Hidan nó hồi sinh có một lần một thôi. Xui thế nhờ. Đổi team nha anh em, đổi team lên. Đây, team này chuyên trị đào đây. Để con Hidan quyển lo cái đám đầu tiên này không có đào thì nó dễ hơn đấy. Nhưng mà có ra cái ghê nha anh em, hơi khó chịu tí. Ben nữa. Bên này có na anh em, đam nó to lắm anh em, nó chọi một cái là phản đam chết sạch luôn ấy. Đúng rồi.
hút chơi chơi thôi chứ hút xin về tụi nó đâu. À cái hút của con Gin hình như là nó có giảm giảm máu thì phải, có giảm máu nha anh em. Ê đứng dậy đi anh, đúng rồi, hết hồn anh em, có giảm máu nha. Nên là con Gin hút trúng mấy con bảo vệ, tuy nó không chết nhưng mà cũng có hiệu quả đấy nha mấy ông. Đợi nè, nó chọi chúng con Hida là coi như là win đó phải không? Mấy ấn rồi, 5 ấn rồi. Đúng rồi, chó. Hida anh dậy đi anh ơi. Thôi xong rồi, con Hida này chán. Hay xa. Dạo này hồi sinh hơi cùi nha, mới cập nhật cái hồi sinh hơi cùi cùi rồi đó. Mới hồi có một cái thì chết queo rồi. Và trận này win anh em dễ qua lắm, bỏ qua nha cho nó nhanh nha. Quan trọng nhất trận 2 anh em. Chết rồi, con Na sao để hàng đầu ta. Nó đang phải để Obito hàng đầu. Đúng rồi, choáng tụi nó nhiều vô. Ủa không thấy máu của boss luôn em ơi. Tụi nó hồi máu kinh quá. Nổ đào nó nổ liên tục luôn mấy ông. Căng quá anh em ơi. Đúng rồi, wow. Chết con đào là tụi mày là banh sáng. Đó, anh em thấy cái team này chị đào ok không? Nhưng mà cái team này mà chị vừa đào vừa cho ra anh em hơi khó nha. Ủa ai vậy ta, ai mà đánh trâu bò dữ vậy ta, ai đằng sau vậy em bé, anh em. Hình như Roshi. Đúng rồi anh em, Roshi. Hèn chi nó trâu thôi rồi ấy. Đánh này anh em phải spam nhiều nhiều, đánh hên xui nha. Ôi chết rồi, gặp đào nữa rồi. Đảo lên lại nha anh em. Gặp đào đảo lên lại cho nó nhanh. À ok, đào này đào không có cho ra nên là có thể chị được, team này chị được nha anh em. Rồi đào bị choáng rồi, ngon rồi đó anh em. Tuần này rất là nhiều cái chơi ha nên là anh em tranh thủ anh em chơi. Nạp tiền thì cũng có một vài gói ngon đấy nhưng mà nó chưa có mở đâu anh em ơi. Nó sẽ nạp, nó sẽ có những cái gói để mà chúng ta không biết là có mấy cái gói thẻ hiền bí hay là không. Nếu mà nó không có gói thẻ hiền bí là thua nha anh em. Thua là phải nạp cái gói 360k đấy. Đó, bắt đầu rút thấm thấm rồi đó. Không có cho ra rút độc đã lắm anh em. Nên là em cứ đánh tà tà, đợi những cái tên độc nó dồn nhiều nhiều tầng một tí á, rút một cái là chúng ta chết sạch luôn anh em. Nó chết sạch luôn ấy. Chưa kể quỷ na nó bào thêm máu nữa kìa. Rồi Deidara thì đứng ở đằng sau là bơm nhện với lại thêm mà là choáng lên nha anh em. Nên là team địch khá là khó để mà sơi chúng ta đấy. Ái cha, chết rồi, nó xóa rồi kìa. Bùm. Thôi xong rồi, quỷ đào nó nộ được rồi. Căng quá, căng quá. May mà có con Na để mới bắt hồi sinh anh em. Ôi ôi, rút độc chết nguyên một đám luôn kìa anh em, thấy chưa? Đó, cứ dồn cái đam độc của con Obito lên thôi là team bên kia nó chết sạch luôn anh em, kinh khủng thiệt. Nhiều khi nó rút một cái là tới vài trăm triệu máu là điều bình thường nha anh em. Rồi bên này Hidan thì lo được anh em ha, Hidan với lại con Ginkaku. Hidan đợt này có cả hồi sinh nữa kìa anh em, ngon. Rồi, dính 4 ẩn rồi. 8 ở bên này thì hầu như không ai có đam hết anh em ơi. Đúng rồi, phản đam mạnh vô. Chuẩn bị kéo một cái. Ơ, mất hết 2 ẩn rồi ta. Sao tự nhiên mất 2 ẩn rồi anh em nhờ. Ôi hồi sinh. Đúng rồi. Nổ thêm 2 ấn nữa nha anh em. Ở bên kia không có đam anh em nên là đánh tụi nó hơi lâu một tí. Đúng rồi, nổ ấn quá trời luôn kìa anh em ơi. 4 ấn nữa rồi kìa. Này thì nè. Uầy. Hida mình nó chết nữa rồi. Oh my god. Đứng lên anh ơi. Thôi xong rồi, nó chết thiệt rồi anh em ơi. Hay cha. Để con Gin gánh tiền không biết nổi không đây. Thôi xong con Gin rồi. Không không không, chưa chết nha anh em, Gin còn sống nha.
Đó rồi, Vĩnh Hắc lùi ứng rồi. Cố lên Gin ơi. Gin Dam cũng ok lắm nha anh em. Hy vọng vào nó đi nha anh em. Ui, hút hút Yusinye là máy luôn ấy. Coi còn mỗi Gin thôi nha anh em. May mà con Gin này có hút máu rồi anh em ơi. Cố lên. Đúng rồi, một tên hút lên nó thích xong rồi. Ôi trời ơi, một tên hút nữa thôi. Hidan này đợt này nó hồi sinh hơi cùi anh em. Một tên hút nữa thôi là win rồi, vậy mà không win nổi anh em hả? Cái này leo chơi vui thôi nha anh em, chứ mình thật sự ra mình bấm bỏ qua thì nó cũng win nha anh em. Bấm bỏ qua cũng win nè. Bởi vì để coi coi là đánh đấm như thế nào ấy, đấy, thấy chưa? Bấm bỏ qua win rất là dễ. Đó nên là leo một phát là 800 bình thường nha anh em. Cái này để dành đi leo tiếp ha. Để các anh em ha, thì đó là video ngày hôm nay. Thấy hay hãy like giỏi kênh nha anh em. Ngày mai thì có những cái gì mới thì mình sẽ quay đồ tiếp cho anh em xem. Chắc là sẽ xả cuộn anh em ha, để kiếm thêm con đe đồ test cho anh em coi luôn nha.